Chào mừng các bạn đến với kênh Mi Vlog. Video hôm nay Mi muốn chia sẻ đến cho các bạn một cái app vô cùng tiện lợi cho mùa dịch này. Mình vẫn ở nhà mà vẫn mua được đồ ăn luôn nha các bạn. Trước tiên thì các bạn hãy tải app có tên là Cookie này về máy điện thoại. Và bước tiếp theo là mình bắt đầu bấm vào để mà đi chợ tại nhà luôn nha. Bởi vì trên app này, mỗi một cái món ăn á, đều được chuẩn bị sẵn các gia vị đầy đủ. Mình chỉ cần là đặt về và rửa sạch lại, sau đó nấu theo công thức có sẵn luôn nha. Như vậy thì mình vừa có thể tiết kiệm được rất là nhiều thời gian, vừa ở nhà tránh dịch, an toàn mà không cần phải lo đi đến các chợ đông đúc nữa. Có một điều mà các bạn nên lưu ý là để mà đặt được cái món ăn á, thì mình cần phải đăng nhập vào tài khoản. Ở đây thì mình sẽ đăng nhập bằng tài khoản Facebook của mình luôn. Xong rồi thì mình có thể là tiến hành thêm sản phẩm vào giỏ hàng được rồi đó. Ta-da! Và chắc hẳn là các bạn sẽ nghĩ rằng những cái món ăn ở trên này rất là đắt tiền đúng không? Không có đâu nha, mỗi món ăn ở đây á thì có những cái món đồng giá chỉ từ là 19.000, 29.000 cho đến 35.000 một món thôi. Giá quá là hợp lý luôn đúng không các bạn? Sau khi chọn món ăn xong á thì mình sẽ vào giỏ hàng để xem lại những cái món ăn mà mình đã đặt hàng nè. Lúc này á thì các bạn sẽ kiểm tra lại tài khoản lần nữa trước khi mà đặt hàng nha. Hoặc là mình lỡ chọn nhầm món nào á thì mình có thể là xóa ngay luôn. Xong rồi thì mình bấm vào chỗ thanh toán và sau đó cứ mình nhập địa chỉ nè, số điện thoại và tiếp theo nữa là mình chọn ngày, giờ, thời gian giao hàng luôn nha. Theo mình thấy á thì là bên Cookie này giao hàng khá là đúng giờ nên các bạn cứ chọn và đặt đúng giờ các bạn mong muốn nha. Nên sau 30 phút thì chú giao hàng cũng đã giao hàng đến cho mình rồi nè các bạn. Bây giờ thì mình đang đi nhận hàng và thanh toán tiền cho chú luôn. Tèn tèn, đây là đồ ăn của mình nè. Được đựng trong túi giấy nhìn dễ thương quá ha. Mỗi một món ăn ở đây á thì được bấm chung với nhau như vậy nè các bạn. Mình chỉ cần mua về và rửa sạch lại và nấu theo công thức thôi, khá là tiện lợi luôn. Bây giờ thì mình bắt tay vô nấu món ăn luôn ha. Nguyên liệu mình đã rửa sạch rồi nè. Tiếp theo là mình sẽ bắt chảo lên, phi tỏi và hành lá cho thơm. Sau đó thì mình sẽ cho thịt và tôm vào và cho săn lại. Theo công thức thì sẽ ướp thịt và tôm với nước sốt này trước, nhưng mà mình quên ướp rồi nên lúc này thì mình sẽ cho cái gói sốt vào xào sơ qua, cho thịt và tôm thấm nước sốt luôn. Tiếp theo thì mình cho nước vào nấu cho sôi lên tầm 10 phút, cho nước rút lại. Này thì mình cho tiếp thêm cái sợi dừa vào luôn và tiếp tục nấu với lửa nhỏ để ghim cho đến khi mà nước rút lại sần sệt là được. Lúc này thì mình qua chuẩn bị cho cái món canh chua tiếp theo. Phần cá và rau nấu canh chua thì mình cũng đã rửa sạch hết rồi. Còn đây là bắp chuối. Trong phần canh chua này không có bắp chuối nha các bạn, là do ở nhà mình còn một cái bắp chuối nên mình nấu chung luôn. Lúc này thì cái chảo thịt ghim của mình cũng sắp nước lại rồi nè. Mình sẽ cho hành lá và ớt vào rồi xào sơ qua. Rồi lúc này mình sẽ tắt bếp. Thế là đã xong một cái món ăn rồi nha. À
quên nữa, lúc nãy mình quên cho tiêu vào, bây giờ thì mình sẽ cho tiêu vào lúc này luôn. Thế là xong, mình đã làm xong một món ăn rồi ha. Các bạn thấy cái món thịt ghim của My ghim như thế nào nè? Các bạn nhớ để lại comment ở bên dưới video cho My biết nha. Bây giờ thì My sẽ nấu tiếp cái món canh chua nha. Mình cho tầm khoảng 1 lít nước vào để nấu. Trong khi đợi nước sôi thì mình sẽ đi cắt rau và một trái ớt. Để xíu nữa mình bỏ vào nồi canh chua cho thơm nè. Lúc này thì nước cũng sôi rồi, mình bắt đầu cho thơm và cà chua vào. Tiếp nữa là mình cho cá vào luộc luôn. Theo My thì nấu ăn cũng không cần phải theo một công thức nào nhất định đâu các bạn. Mình chỉ cần nêm nếm sao cho vừa khẩu vị của mình là được. Nấu tầm 5 phút cá chín thì mình vớt cá ra và sau đó mình cho các nguyên liệu như là bắp chuối, bạc hà và đậu bắp vào. Khi mà nấu sôi lên thì mình sẽ cho thêm cái gói gia vị vào để nêm nếm cho vừa ăn. Thì lúc này mình sẽ cho giá, rau và ớt vào luôn. Và không quên là bỏ cá vào luôn nha các bạn. Thế là mình cũng đã nấu xong hai cái món ăn một cách nhanh gọn lẹ rồi, phải không các bạn? Cảm ơn các bạn đã xem hết video của My nha. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Đừng quên like và nút subscribe để theo dõi thêm nhiều video mới trên kênh của My Vlog nha. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.